Thưa quý vị, rạng sáng 3 tháng 7, vòng 16 đội Euro 2024 đã khép lại, qua đó xác định được 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết. Ngoài những trận cầu kịch tính nhưng cũng không thiếu những điều thú vị và độc đáo. Sau đây là những điều thú vị và độc đáo tại vòng 1/8 Euro 2024. Hai cầu thủ ẵm tù tiền tranh uống nước. Bộ đôi Gen Z của Tây Ban Nha là Lamine Yamal và Nico Williams đã có một khoảnh khắc vui đùa khi oẵm tù tì với nhau để giành lấy bình nước sau chiến thắng 4-1 trước Georgia ở vòng 16 đội Euro 2024. Sau 3 lượt chơi, Nico Williams đã giành phần thắng và uống nước trước, còn Lamine Yamal phải theo sau chờ đồng đội uống mấy ngụm rồi mới đến lượt của mình. Mẹ con Ronaldo cũng khóc vì đá hỏng phạt đền. Bước ngoặt tưởng chừng đã đến khi tuyển Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền ở hiệp phụ khi Diogo Jota bị phạm lỗi trong vòng cấm. Cristiano Ronaldo bước lên nhận trách nhiệm thực hiện quá 11m, nhưng cú đá của anh đã bị thủ môn Shane Oblak cản phá. Sau đó, Cristiano Ronaldo đã bật khóc, cùng với hình ảnh cho thấy mẹ anh cũng đang rơi nước mắt trên khán đài. Một số đồng đội của Cristiano Ronaldo đã vây quanh để động viên anh tại Euro 2024. Cristiano Ronaldo đã xác lập nhiều kỷ lục như cầu thủ đầu tiên ra sân tại 6 kỳ Euro, cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất tại các kỳ Euro. Tuy nhiên, anh vẫn chưa chinh phục được kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn Euro. Thủ thành Bồ Đào Nha lập kỷ lục ở Euro 2024. Thủ thành Diogo Costa trở thành thủ môn duy nhất trong lịch sử Euro tính đến thời điểm hiện tại, cản phá được 3 cú sút đầu tiên trong một loạt luân lưu. Đáng chú ý, thủ thành Diogo Costa còn lập thêm một kỷ lục khác. Anh trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Euro thi đấu trọn vẹn trận đấu, bao gồm 120 phút thi đấu và cả loạt luân lưu mà không bị thủng lưới một lần nào. Trọng tài rút thẻ với Mbappe bị đuổi khỏi Euro 2024. UEFA đã cho thôi tất cả nhiệm vụ còn lại của ông Jesus Mancino ở Euro 2024 sau khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận Pháp-Áo tại vòng bảng. Theo thống kê, trận đấu này có tổng cộng 24 pha phạm lỗi, nhưng ông Gil Manzano chỉ rút ra 7 thẻ vàng và không có thẻ đỏ nào, trong đó 5 thẻ dành cho Áo và 2 cho Pháp. Điều đáng chú ý là một trong hai chiếc thẻ của tuyển Pháp là thẻ dành cho Mbappe. Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ huấn luyện viên Didier Deschamps và cầu thủ Pháp. Hai trận hòa không bàn thắng ở vòng 16 đội. Lần đầu tiên trong lịch sử Euro có đến 2 trận đấu vòng 16 đội kết thúc với tỷ số 0-0. Đó là trận Bồ Đào Nha Slovenia và Anh Slovakia. Cả hai trận đấu đều phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Các đội bóng được đánh giá cao phải dừng bước. Vòng 16 đội đã chứng kiến nhiều bất ngờ khi các đội bóng được đánh giá cao như Ý hay Đan Mạch đều phải dừng bước. Thụy Sĩ loại đương kim vô địch Ý. Thụy Sĩ đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Ý với tỷ số 2-0, qua đó chấm dứt hành trình bảo vệ chức vô địch của đội bóng. Đan Mạch không thể vượt qua Đức. Đan Mạch, đội bóng được đánh giá cao, đã để thua Đức với tỷ số 2-0. Đây là một kết quả đáng tiếc cho đoàn quân của huấn luyện viên Kasper Hizuman. Và đó là tổng hợp những điều thú vị và độc đáo tại vòng 1/8 Euro 2024. Những thông tin mới nhất về lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng Euro 2024 sẽ liên tục cập nhật trên các nền tảng của báo Tuổi Trẻ. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!